Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và chung vui Tết Trung thu với trẻ em khuyết tật ở huyện Khoai Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động hưởng ứng vì môi trường làm cho thế giới sạch hơn. Bắt quả tang cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú. Phố Núi House, nơi kết nối trái tim trẻ thơ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu tối qua, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoai Châu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên thăm hỏi và chúc các cháu đón Tết Trung thu thật đầm ấm, vui tươi bên bạn bè, gia đình và thầy cô. Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoai Châu là nơi nuôi dạy trẻ đặc thù của tỉnh với gần 300 đối tượng là các cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn đời sống tinh thần vật chất của các em chưa được cải thiện và ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng. Đây là những đối tượng thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Do đó, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các mạnh thường quân chia sẻ giúp đỡ với tinh thần tương thân tương ái nhằm có đi mặc cảm tự ti của các em. Các tin tức về vui Tết Trung thu chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn vào phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước thúc đẩy vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo và chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 9 năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được trên 10.600 tỷ đồng, đạt trên 72% dự toán. Trong đó, thu nội địa trên 8.000 tỷ đồng, đạt 77% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu được 5.000 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán, chỉ đạt 94% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ năm trước, có 6 trên 15 khoản thu sắc thuế tăng. Tuy nhiên, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và bị tác động bởi điều chỉnh chính sách của nhà nước, nên kết quả thu 9 tháng năm 2020 không đạt tiến độ dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và giảm thu so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng nợ đọng thuế của toàn tỉnh vẫn còn cao. Tính đến hết tháng 8 năm 2020, tổng nợ là 1.230 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là trên 540 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2020 còn rất nặng nề. Vì vậy, các ngành tài chính phải nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, chủ động rà soát nguồn thu trên địa bàn đến từng đối tượng, khoản thu sắc thuế để dự báo nguồn thu sát với tình hình thực tế phát sinh. Tập trung phân tích các nguyên nhân tác động làm tăng giảm thu ngân sách, nhất là năng lực sản xuất mới phát sinh và đề xuất các biện pháp quản lý thu kịp thời. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khai thác nguồn thu, đôn đốc thu nộp kịp thời, tăng cường phối hợp với các cấp các ngành, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, quyết liệt xử lý và tham mưu các giải pháp để xử lý nợ đọng. Tiếp tục vận động đôn đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên, Sở Tài chính kế hoạch đầu tư tham mưu cho tỉnh đề xuất các phương án cắt giảm chi tiêu từ nay đến cuối năm. Các ngành các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ưu tiên bố trí vốn để trả nợ công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với nhà thầu, tích cực nộp thuế trong năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân, huyện Khoai Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng vì môi trường với chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa, làm cho thế giới sạch hơn. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử. Tại buổi lễ phát động,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kêu gọi mỗi hội viên phụ nữ, các tổ chức cá nhân cùng nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường như xây dựng gia đình 503 sạch, chống rác thải nhựa, nói không với rác thải nhựa dùng một lần, tích cực tham gia các hoạt động thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa. Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Bùi Thế Cử mong muốn mỗi cán bộ hội viên tiếp tục gương mẫu tiên phong giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa trong mỗi cán bộ hội viên và cộng đồng. Đặc biệt, hội cần nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ du kích Hoàng Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang, nữ thanh niên xung phong, thương binh trên địa bàn huyện Hoài Châu. Sáng nay, tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi công đoàn cơ sở giỏi trong công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2020. 24 bài dự thi và video clip tham dự hội thi đã được công đoàn các cơ sở chủ động sơ tuyển trước, cho nên có chất lượng tốt về nội dung, lựa chọn đề tài, tìm hiểu nghiên cứu thực tế đến cách thể hiện. Trong đó, tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển sản xuất tại doanh nghiệp, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Từ 24 bài dự thi và vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn để trao một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 17 giải khuyến khích. Tiếp theo là tin, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh bắt quả tang cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục được phép sử dụng. Vừa qua, tại thôn Sài Thị, xã Tuần Hưng, huyện Hoài Châu, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang ông Hoàng Ngọc Thịnh, sinh năm 1964, là chủ cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, đang bán cho khách hàng một chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Nimasom 20SL, thể tích 450ml, có thành phần hoạt chất paraquat, không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, phát hiện 57 chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Nimasom 20SL, thể tích 450ml và 40 chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Fagon 20SL, thể tích 900ml đều có thành phần hoạt chất paraquat và đã hết hạn sử dụng. Hiện tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số thuốc trên để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật. Sau 2 tuần thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2020, Đoàn Thanh tra Liên ngành tỉnh đã kiểm tra được 17 cơ sở, xử phạt hành chính 18,5 triệu đồng. Lỗi chủ yếu là do việc sắp xếp giá để nguyên liệu chưa qua học, một số giấy chứng nhận chưa kịp gia hạn. Nhìn chung, các sản phẩm phục vụ Tết Trung Thu năm 2020 cơ bản đảm bảo an toàn, từ khâu sản xuất theo quy trình hợp vệ sinh, nguyên vật liệu cũng như sản phẩm được nhập về bán đều có nguồn gốc rõ ràng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mức tiêu thụ giảm so với mọi năm, nhiều cơ sở đã tạm dừng hoạt động. Vì vậy, đoàn đã kiểm tra được 17 cơ sở và kết thúc đợt kiểm tra sớm 10 ngày so với dự kiến. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú luôn là vấn đề không chỉ được phụ huynh học sinh quan tâm, mà còn là một nội dung rất quan trọng được các trường học có tổ chức bán trú cho học sinh chú trọng thực hiện. Tại trường mầm non Minh Tân, huyện Phù Cử, tất cả các đơn vị ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, gạo, sữa, nước uống đều phải có giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc giao nhận đồ ăn được thực hiện với sự tham gia của 4 bên là đơn vị cung ứng, cán bộ quản lý trường, nhân viên bếp ăn và giáo viên. Không chỉ vậy, đại diện cho mẹ học sinh cũng được tham gia kiểm tra giám sát tất cả các khâu chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ. Thì nhà trường cũng đã được đến thăm mô hình chăn nuôi và tận mắt là chứng kiến được cái quy trình nuôi và chế biến thực phẩm của công ty. Và hàng ngày thì cái việc giám sát thực phẩm mang đến trường thì là cũng có sự kiểm soát của ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu mà thực phẩm mà không đảm bảo thì nhà trường cương quyết là không nhận. Chúng tôi kiểm tra khu vực ăn, ở và sinh hoạt của các cháu. Và cũng có lúc kiểm tra đột xuất các cái loại món ăn của các cháu hôm nay ăn gì, mà ăn gì, có lưu lại để kiểm tra không. Tuy nhiên trong thực tế, không phải trường học cũng cho phép cha mẹ học sinh kiểm tra hoạt động tổ chức bán trú tại trường. Dù được kiểm tra thì cũng là trực quan, dựa trên kinh nghiệm cá nhân,
mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc đo lường kiểm định nên hiệu quả không cao. Không chỉ vậy, hầu hết các nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đều dựa trên niềm tin và một số giấy tờ như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bởi vậy, rất nhiều phụ huynh dù cho con ăn bán trú nhưng cũng không hề yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm. Thực ra thì mình cũng chưa hoàn toàn yên tâm lắm về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại vì bây giờ trong ngoài thị trường và trong các cái môi trường tập thể, cái việc vệ sinh thực phẩm cũng chưa được coi trọng lắm. Nhưng mà vì là nhà mình cả hai vợ chồng cũng đi làm cả ngày, cũng không có thời gian để đưa con đón con và cũng không có người ở nhà để nấu cho con buổi trưa. Do vậy là mình buộc cũng phải chấp nhận cái việc là cho con ăn bán trú ở trường. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng không thể lơ là mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 20 học sinh trường tiểu học xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang phải nhập viện với triệu chứng giống nhau. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đang phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương để xác định nguyên nhân. Theo các phụ huynh cho biết, bắt đầu từ ngày thứ 2 và thứ 3, các cháu đều có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đau bụng. Một số cháu đi ngoài phân lỏng bạch cầu tăng, sốt nhẹ trên 37 độ. Ban đầu các gia đình cho là bình thường nên tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Đến sáng nay, ngày 30 tháng 9, đã có 19 cháu phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang và một cháu chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Với những biểu hiện bất thường này, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang vừa tiến hành điều trị vừa mời các y bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương về trực tiếp xem xét, khám lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. Được biết, trường tổ chức ăn bán trú và vào ngày thứ 7 tuần trước, trường tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu. Hiện toàn bộ các cháu sức khỏe bình thường và đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang để chờ kết quả. Chương trình thời sự trở lại với các hoạt động tặng quà vui Tết Trung Thu ở các địa phương đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu, huyện Tiên Lữ trích 77 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở 15 xã thị trấn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ. Các địa phương cũng hỗ trợ tuyên truyền vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể cá nhân tạo nguồn lực, tổ chức đêm hội trăng rằm và tặng quà cho trẻ em. Đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Lan Va Phố Hiến tổ chức thăm hỏi và trao tặng phần quà trị giá hơn 35 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu huyện Kim Động, với mong muốn giúp cho các cháu đón một mùa Trung Thu thật vui vẻ. Được biết, Hội Lan Va tổ chức nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như xây nhà ở, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc sức khỏe y tế và các hoạt động thiện nguyện khác. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn kết nối cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và lưu giữ ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp cho thế hệ tương lai, tổ hợp nhà ở và khu vui chơi Phố Núi House tại huyện Yên Mỹ đã có nhiều chương trình hoạt động bổ ích hướng tới trẻ em. Khoảng 16 giờ 30 phút mỗi buổi chiều, khu vui chơi tại Phố Núi House lại đón hàng trăm gia đình từ con đến thả diều, chơi xích đu, cầu trượt, đi ô tô điện. Khu vui chơi được trang bị hệ thống đèn, cung cấp đủ ánh sáng cho người dân tham quan vào buổi tối. Với tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ, thì các hạng mục công viên cây xanh, công viên khủng long mở cửa miễn phí tại Phố Núi House được trẻ em địa phương và khu vực lân cận chào đón nồng nhiệt, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Con chơi là cầu trượt, con chơi trèo, con chơi bập bênh, con chơi đu quay. Con thấy vui, con thấy thích ạ. Con mong con được bố mẹ cho con đến đây chơi thường xuyên ạ. Em cảm nhận là khung cảnh ở đây thật sự là thoáng mát và rộng rãi. Và sân chơi cũng rất là sạch sẽ. Em có thể rủ bạn bè và người thân đến đây chơi để xả stress.
Không chỉ xây dựng sân chơi miễn phí cho trẻ em, Phố Nối House còn chú trọng tổ chức các hoạt động tập thể cho trẻ như chương trình Tết Thiếu Nhi mùa 1 tháng 6, vui Tết Trung Thu cho trẻ em sinh sống tại dự án và các khu vực lân cận. Các em được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn là những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam như múa lân, giao lưu với chú cuội chị Hằng, rước đèn phá cỗ, các trò chơi dân gian, biểu diễn nhạc nước, các tiết mục văn nghệ và nhận quà. Tất cả đã tạo nên một sân chơi bổ ích lành mạnh nhưng cũng vui nhộn và hấp dẫn đối với trẻ. Tất cả những cái hoạt động tại Phố Nối House này đều nhằm đến một cái mục đích là tạo dựng nên những cái ký ức đẹp nhất cho thiếu nhi. Và bên cạnh đấy thì cũng là nơi để kết nối cộng đồng, kết nối cư dân trên địa bàn. Có thể là mình xây dựng nên được những cái nét văn minh đô thị hiện đại. Dự án Phố Nối House bắt đầu mở bán từ đầu năm 2020, nhưng khu vui chơi các sự kiện hướng tới trẻ em đã được chủ đầu tư triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm ngoái. Qua đó, không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa các hộ cư dân với chủ đầu tư, giữa các hộ cư dân với nhau, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng sống văn minh, nhân văn và hiện đại, trở thành một mái nhà chung, một tổ ấm đúng nghĩa. Sáng nay, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội đội khối trường học năm học 2019-2020 và triển khai công tác đoàn hội đội khối trường học năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, các cấp bộ đoàn hội đội khối trường học thực hiện tốt cuộc vận động thiếu nhi Hương Yên thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với việc triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Đề xuất 1,5 nghìn ý tưởng sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh hoa phượng đỏ, chương trình tiếp sức mùa thi thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia. Năm học 2020-2021, công tác đoàn hội đội thực hiện theo hai chủ đề: Thiếu nhi Hương Yên tự hào truyền thống tiến bước lên đoàn và đồng hành với sinh viên Hương Yên khởi nghiệp lập nghiệp. Trong đó, triển khai hiệu quả các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả tích cực từ phong trào xếp hàng đón con ở một số trường tại một số tỉnh, các trường học tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã học tập áp dụng vào thực tế của địa phương. Sau một thời gian triển khai, nhận thức của phụ huynh được nâng lên rõ rệt, trật tự an toàn giao thông trước cổng trường đã đi vào nề nếp. Xã Đông Tảo là nơi trung tâm chợ đầu mối, lượng tham gia giao thông đông. Trước đây, mỗi khi tan học thì tại các cổng trường học luôn rơi vào cảnh hỗn loạn, người và các phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô chen chúc nhau, mạnh ai đấy đi. Thời gian qua, các bậc phụ huynh trong lúc chờ đón con xếp xe thành hàng lối ngay ngắn. Hầu như phụ huynh đều nhận thấy bây giờ đi đón con cháu không còn phải chen lấn như trước đây. Thời gian gần đây tôi thấy là cái kẻ đường vẽ là xe pháo là sắp xếp rồi, cái cô bán hàng này cũng không có nữa. Thế mà các phụ huynh hoặc là những người nhà của phụ huynh đi đón các cháu này không được vào trong kia, đứng ở đây, nó là một cái quy củ nguyên tắc chúng tôi rất thích. Từ đầu năm học này, nhà trường phối hợp với ban quản lý chợ và một số phụ huynh nhiệt tình đã kẻ vẽ, phân chia khu vực và ra quân hướng dẫn sắp xếp nơi đỗ xe cho phụ huynh khi đến đón con, tạo hàng lối ngay ngắn, trả lại lòng đường cho người tham gia giao thông. Từ khi thực hiện phong trào xếp hàng đón con, mọi việc diễn ra nề nếp, trật tự, tạo nét văn minh, văn hóa ứng xử. Sau khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, xếp hàng văn minh, cảnh tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường được cải thiện đáng kể. Nhà trường đã bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối, hướng dẫn học sinh xếp thành hai hàng. Khi tan học đi theo hướng đường của cổng trường, hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đúng nơi quy định. Trước đây thì khi đến giờ tan của học sinh thì sẽ xảy ra cái việc ách tắc vì ba trường nằm ba cổng là sát nhau. Nhưng mà sau đó thì phụ huynh đã đi vào nền nếp rồi thì là cái việc tan học của các cháu thì rất là thuận lợi, bởi vì là các cháu không bị ách tắc ở cổng trường nữa, và cái việc phụ huynh đã đi vào nếp rồi thì cũng đỡ khó khăn cho nhà trường và đảm bảo được cái an giao thông cho học sinh an toàn trước cổng trường.